Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện Motor Điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn chọn bộ xe 4 bánh, chế xe 4 bánh máy xăng, cầu trước không phanh, cầu sau phanh cơ. Xin các bạn lưu ý tất cả các cấu hình bên em đều có cầu trước phanh dầu, cầu sau phanh dầu, hoặc cầu sau phanh dầu, cầu trước không phanh, 4 bánh, vành đúc, vành thường, vành to, vành nhỏ bên em rất là nhiều và có thể lắp lẫn lộn được. Đây, ví dụ như các cái mẫu bánh như trên, mẫu 145/70-12. Cái mẫu đầu tiên phía bên tay trái các bạn ấy là mẫu có đường kính 50, bản rộng 14, vành đúc, lốp không xăm. Hoặc là tiếp theo đến cái mẫu vành sắt 350/12. Đường kính 46, bản rộng 9 cm, tải trọng khoảng 230 kg trên một bánh. Hoặc là tiếp theo đến cái mẫu bánh 235/30-12, cái mẫu số 3 tính từ tay trái các bạn đi sang cũng có thể lắp được. Hoặc là cái mẫu tiếp theo là cái mẫu 450/500-10, cũng là loại không xăm. Và cái mẫu bên tay phải các bạn đây là cái mẫu vành sắt 400/12. Hoặc là cái mẫu như trong bộ này combo dưới là 400/10. Đấy, cái bộ này thì là 400/10 các bạn nhé. Đường kính 46, bản rộng 10, lốp không xăm, bản vuông. Đó. Trong bộ này thì sử dụng nhíp 4 lá hoặc 5 lá thì tùy khách hàng lựa chọn. Hôm nay mình đăng lên tạo ra một cái cấu hình cho các bạn để tham khảo. Và cái bộ mặc định của cấu hình bộ này là nhíp 4 lá, 4 cái. Có cả phụ kiện các bạn nhé, phụ kiện đầy đủ hết. Phụ kiện phanh chân, phanh tay, số lùi. Đấy. Hệ thống vô lăng, cầu trước hàn sẵn luôn cho các bạn như này nữa. Về nhà chỉ đóng lên khung thôi. Tất cả các cái giá thành sản phẩm, mẫu la răng các bạn có thể chọn trong website của mình. Bộ nào các bạn thích mẫu la răng kiểu gì, đường kính lốp bao nhiêu, cấu hình như thế nào. Đấy, các bạn cứ lấy bộ này làm bộ cơ bản, sau đó là các bạn thay đổi, bên mình sẽ báo giá theo. Như thế cho nó dễ. Chứ bây giờ lên mỗi một cái sự thay đổi nó sẽ tạo ra một cái cấu hình khác, làm video nó sẽ bị loãng, bão hòa. Và các bạn cũng không có thời gian theo dõi hết. Mà mình cũng không có thời gian để đáp ứng được hết tất cả các cái loại video. Thì hôm nay có nhặt ra đây rất là nhiều mẫu. Như này vẫn chưa hết đâu, vẫn còn nhiều mẫu lốp mà trước đây mình đã từng đăng lên trên lốp béo hơn đấy. Mấy cái video trước các bạn tham khảo thêm mấy cái lốp mẫu video trước thì các bạn có thể biết được. Đây, đây là cái mẫu là mẫu 135/10 này. Đấy, hoặc là cái mẫu 235/30/12, mẫu này bản rộng 22. Đây là mẫu này, mẫu lốp tròn, mẫu này rẻ hơn này. Đấy, trong cái bộ này còn rất là nhiều loại lốp có thể rẻ hơn. Cái bộ này, bản này đường kính 50 này. Và nhiều loại gai địa hình khác đều có nhé. Phụ kiện nhíp thì đầy đủ hết. Như bên mình nhặt ra đây là để cho các bạn tổng quan như thế. Hệ thống lái thì có hệ thống lái đơn, hệ thống lái đôi. Hệ thống lái đơn là cái hệ thống lái thước lái một hai đầu như này. Và cái loại hệ thống lái đôi là cái loại thước lái một đầu như thế này. Đấy, thì các bạn chọn loại nào thì tùy. Mình sẽ đưa mặc định nếu như không có yêu cầu. Còn lại là như trong video thôi. Đấy, các bạn cần thay đổi gì có thể trao đổi vào trong Zalo 0983818955. Xin thông báo là bên mình có tất cả các cấu hình khác nhau nhé.
phanh trước, phanh đĩa, phanh sau, phanh đĩa đều có hết. Đấy. Chân phanh, tay phanh hãm dừng, bộ này đều có. Đấy, đây là một bộ tổng thể. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Mọi thắc mắc về giá thành sản phẩm có thể trao đổi qua Zalo, hoặc là mình sẽ để từng cái giá trong comment từng bộ một cho các bạn lựa chọn theo cái mẫu bánh này. Mình sẽ để giá theo từng mẫu bánh này. Mẫu bánh số 1, số 2, số 3, 4, 5. Đấy, thì mình sẽ để giá theo, mình sẽ đánh số theo mẫu bánh và các bạn lựa chọn.